Vợ ơi, anh nhớ vợ quá. Vợ cho anh sạc pin một tí đi. Vợ ơi, vợ cho anh xin lỗi. Anh không biết, chỉ là hiểu lầm thôi. Anh nói cái gì đó? Chồng anh bảo là mới đi làm về. Đúng rồi đấy, anh đi về thấy hai chị em tập hàng sai quá, chả để ý đến anh gì cả. Dạo này em tự tập ở nhà nên là sai tư thế, đau lưng, em phải nhờ chị My qua giúp. Sao em không bảo anh trước? Làm anh... Anh sao? Mà này, chị thấy em tập mồ hôi cũng ra nhiều đấy. Đi tắm đi không ốm. Còn nấu ăn để chị nấu cho. Thế thôi, em vào tắm trước đây. Vợ ơi, đợi anh với. Này Luân này. Này, chị làm cái gì đấy? Chị có làm gì đâu, chị chơi một tí thôi. Vợ anh đi làm về rồi à? Hôm nay vợ đi làm có mệt không? Vợ em không mệt. Chị My, chị làm cái gì đấy? Chị dừng lại đi, không hay đâu. Chuyện sáng nay ấy chỉ là hiểu lầm thôi. Em xin chị đấy, chị đừng vào đây phá em nữa. Ô, chị có phá em đâu. Là sáng nay em tự ôm chị. Thế bây giờ chị cũng muốn. Thôi, chị đừng nói nữa. Chuyện sáng nay với bây giờ coi như hòa đi. Ơ này, chị My, chị làm cái gì đấy? Em xin chị dừng lại đi. Ơ, chị hôn em rồi thì em cũng phải hôn chị chứ. Này, chị xem đi, chị làm như thế có được không? Em là người có vợ rồi, hơn nữa vợ em là bạn thân của chị. Em xin chị ấy, chị cư xử đàng hoàng một chút đi. Nhờ đâu vợ em thấy, em không biết giải thích với cô ấy như thế nào đâu. Cái này thì chị biết, nhưng mà chị lại lỡ thích em rồi thì phải làm sao nhở? Đấy là việc của chị, em không quan tâm. Tôi chết rồi, vợ em về tìm chỗ trốn đi. Chị My, chị vào phòng em làm gì? Chị tính mượn cây son chị vừa mới hết. Mà chị có thấy chồng em ở đâu không? Chị thấy tài liệu nó vẫn ở đây, chắc là mới đi ra ngoài đâu mà. Dạ vâng, thế chị chọn được son chưa? Chị chọn được rồi, thế chị đi nhá. Dạ vâng. Không biết chồng mình ở đâu ta. Sao? Chị tưởng là em sẽ không bao giờ phản bội vợ em. Đúng là đàn ông ấy, thằng nào như thằng nào, thấy gái ngon thì làm sao mà cưỡng được. Đó không phải là điều chị mong muốn hay sao? Này, hôm nay vợ em đi vắng, em mới dám gọi chị sang đây đúng không? Thôi, nói nhiều làm gì. Chị muốn làm gì ấy thì làm nhanh đi. Nhưng mà chị lại muốn em chủ động ở trên giường cơ. Ly, đừng gọi thẳng tên tôi như thế. Tôi xem chị là chị em thân thiết với tôi, cho chị tự do đi lại trong nhà mà chị lại âm thầm cướp chồng tôi à? Chị... Vợ. Bảo, nhớ chị hôm nay ngồi đây nhá. Này, chị ơi, chỗ này là chỗ của vợ em mà, em thích ngồi cạnh vợ em. Thì ngồi đâu mà chả được, bình thường vợ em vẫn ngồi đối diện mà. Hôm nay chị ngồi đây đi, ngồi đây nó mới đủ ánh sáng, bên kia tối lắm. Thôi mà anh, ngồi đâu chả được, thôi chị cứ ngồi đây đi. Ôi, chị xin lỗi nhá, chị bị làm rơi đũa. Thôi, để em đi lấy cho chị. Này, chị định làm cái gì đấy? Khi em đang bình tĩnh, chị hành xử cho đúng đắn đi. Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Vợ. Hóa ra là anh ở trong nhà vệ sinh nãy giờ. Em nói nhỏ thôi, bây giờ phải hết sức bình tĩnh. Có chuyện gì mà nghiêm trọng đấy? Chuyện là sáng nay ấy, lúc mà em tập yoga với chị My ấy, lúc đấy anh đi vào trong nhà, anh tưởng chị My đấy là em. Anh có lỡ ôm chị My một cái. Anh bị điên à? Điên cái gì, chỉ là hiểu lầm thôi. Đấy, cái chuyện sáng nay vừa xong nhá, chị ấy cứ vào phòng gạ gẫm anh, hết ở dưới bếp, xong vừa giờ chị cũng vào phòng nữa đấy. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Chị đấy là bạn thân của em, chị đấy không thiếu sai đến mức mà cướp chồng người khác đâu. Này, bạn bè ấy kiểu gì, thân thiết cái kiểu gì mà suốt ngày đi sang đây? Chắc chắn là có lý do. Thôi, em tự đi giải quyết đi, anh chịu hết nổi rồi. Em không nghe đâu, chả tin anh đâu. Cái gì? Này, em không tin anh á?
được rồi. Để anh chứng minh cho em thấy em đã nhìn nhầm người như thế nào nhá. Sao chị có thể đối xử với tôi như thế chứ? Chị nói chị rất ghét Tiểu Tam cơ mà. Xong đấy chị trở thành người chị ghét nhất, rồi lại toan tính cướp chồng tôi đấy chứ. Chị cũng không biết nữa. Chị thực sự là rất là ghét Tiểu Tam. Nhưng mà em cũng phải hiểu là nam nữ ở với nhau lâu thì có chuyện tình cảm là bình thường mà. Chớ chẽn. Tình cảm á? Chị cướp chồng người khác mà đòi tình cảm à? Tôi thấy chị quá đáng thương rồi đấy. Lý ơi, chị biết lỗi của chị rồi. Em đừng làm to chuyện. Chị chỉ mượn chồng em một tí chứ chị không có ý định cướp chồng em đâu. Chị nói chuyện nghe nhẹ nhàng. Chị toan tính, chị gạ gẫm chồng tôi từ ngày này qua tháng khác mà chị bảo mượn à? Xã hội này có người như chị thì loạn cả rồi. Nhân cách của chị thối tha lắm. Ai đâm sau lưng tôi không đau. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được người tôi tin tưởng nhất lại đâm sau lưng tôi. Từ bây giờ tôi và chị không liên quan nhau nữa. Dọn đồ rồi cút ra khỏi nhà tôi. Ly, nhanh. Đấy, em đã tin lời anh nói chưa? Anh bảo rồi, chơi với ai hay làm gì đừng có tin tưởng ai quá 100%. Phải giữ lại 30% cho riêng mình. Nếu như sau này có chuyện gì xảy ra, mình không phải là người đau nhất. Hiểu chưa? Em không ngờ con người với con người đối xử với nhau tàn nhẫn như thế đấy. Thôi, coi như không sao. Coi như có chuyện này xảy ra rồi thì mình mất đi một người không tốt với mình.